Nước hả thì nó nhảy với ai mình nói đây khẩu vị trong đó luôn. Vì bay khắp nhà còn nhớ mãi không quên những món ăn thơm lừng bún phở hay cơm canh bàn tay bà khéo léo cho con cảm giác an lành bà ngoài nấu ăn ngon trong tim con mãi hi bao giờ cũng nhớ về.